Hello, welcome back to the chơi stick lesson. Okay. Chém rất kinh khủng. Từ từ đi. Ây à, cái gì đây? Cái gì đây? Làm quái con đá thế nhỉ? Để con bay bay này, chém. Chém mấy con bay bay này. Bay 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 này. Okay. Mình đã mở khóa cái nhân vật áo choàng đen này. Bây giờ đánh thật này, không phải đánh giả vờ nữa đây này. Không có hack, không có mob. Tại một cái ván mới chém luôn. Ôi dồi, cả game đấy. Hơi nhanh. Cho đã chơi tiếp. Hoài không? Xong rồi một màn rồi. Phải để đấu điện là xong này. Ồ, lại bị... Wow, cục trời quẳng hết rồi. Mình thuộc diện bị nghi ngờ sao mà các thanh niên cứ chạy theo này. Bơm nhiên liệu.
lại bơm tiếp. Chúng ta sẽ đến với Siren Head. Ok, vào game rồi. Đấy, cái con đỏ đỏ đang đi kìa. Cái nền này cần phải sửa lại. Đâu? What? Lại. Cái bánh răng này chúng ta sẽ dùng để trong cái phòng ở dưới đây ném xuống nhỉ. Chuồn thôi. Chết. Hên quá, chuồn kịp. Kim nè. Want to play hide and seek? Chỗ này thường để một cái bộ phận nữa mà chả thấy đâu. À, ui, con này đến này. Đỏ đỏ. Ghê chưa? Con này ngu quá. Chúng ta sẽ cố gắng luồn ra đằng sau nó nhá. À, đây có một miếng nữa nè. Xong trong đấy có mảnh ghép nào không? Không có. Chìa khóa. Chúng ta chơi Scary Motor. One of these days the world will be free from these stupid kids. Ah, my prisons. I need to stay strong in order to crush those little pests. Chuẩn. Still
still as handsome as ever. I thought I lit this already. Ouch! No one works harder than me. Nhảy qua cửa đầu con chị luôn. Game à, đánh online luôn. Ôi giật. Ôi giời. Nè cái file suýt chết luôn. Ui, đẳng cấp. Không đẳng cấp nữa rồi. Chơi giật, chơi online nó giật. Trời ơi, cái con này đẹp quá. Ui. Inverter Squid. Chúng ta chơi Going Ball. Ui
Được có 1.200 vàng thì còn lâu. Sẽ làm mấy cái map này tận 7-8.000 vàng nữa. Ơ mày á, đây này đổi cho luôn. Reach them all. Súng nghe dùng đâu, VIP mới xài được. Mình điều khiển cái laser chết cao. Được rồi nè. Ủa mà cứng thế. Sao bắn mà không được nhỉ.